đi làm răng á, nó chỉnh là răng. Ủa, tôi tưởng đó là vừa làm xong rồi chứ. Đâu, nó chỉnh nó dùng luôn nhiều lần chứ, tại vì răng đâu có phải là cái đường ngay đâu. Nó chỉnh đi là hai mươi lần, nó mới được. Bữa giờ thì tình hình sức khỏe của chú tốt hơn nhiều. Chứ mình đã có được tốt hơn được chút nhưng mà cũng cảm thấy cũng còn hơi yếu. Tại vì nó không như ngày xưa được. Tại vì sức khỏe mà khi nó xuống là lớn tuổi, xuống rồi là nó xuống luôn. Một là nó giữ được thăng bằng thì đỡ, chứ còn không nó xuống luôn. Như vậy cũng hơi bị mệt, cũng phải mệt. Như là mình đi xe, hai bánh, nhiều khi mình đi xa quá cũng mệt. Đấy là chú chạy đâu? Đi răng á, chỗ buồn nhất, là biết chánh. Chỗ anh ai gì đó, chỗ răng gì đó, anh ai. Tại vì tài trợ. Tức là người ta tài trợ với mình răng, răng đi làm. Mèo, vô con. Con, vô. Bữa giờ thì cái sự hỗ trợ của chị Trịnh Kim Chi với chú thì cái cuộc sống của chú hiện tại nó tốt hơn. Tại vì sao nó ngưng lâu mà. Cứ lại là nó này bàn nhau là ngưng rồi, cứ ngưng sự hỗ trợ rồi. Giờ không có nhận sự hỗ trợ nữa. Nên là ngưng lâu mà. Nhưng mà cái sau cái sự hỗ trợ đó thì cái cuộc sống của chú thì nó tốt hơn, nói chung là nó cũng có được cải thiện được phần nào, tại vì có tiền vào thì nó cũng đỡ, những cái làm việc công việc gì đó thì nó cũng đỡ, cũng như là bớt lo đi, tại vì nhiều khi mình đang sống hơi cuộc sống nó căng thẳng thì nhiều khi phải lo nó nhiều. Bây giờ nó có được hỗ trợ mới thì một số tiền đó thì mình cũng đỡ lo phần nào. Chú còn phải uống thuốc hàng ngày không chú? Mình uống chứ, lúc nào mà uống thuốc, tại vì mình vẫn còn bệnh mà, tức là mình vẫn còn cái mầm bệnh đó. Tại vì cố gắng để nó bị xảy ra một lần nữa rất là nguy hiểm. Tại vì đột quỵ mà bị lần thứ hai là nguy hiểm lắm. Thành ra lúc nào phải trong trạng thái là đề phòng, với lại chuẩn bị thuốc men nữa. Không biết là hôm bữa có một cái nhà hảo tâm thì có cho chú một chiếc xe, thì cái xe đó... Xe đó bây giờ thì thực sự ra mình đâu có đang khổ rồi, về đem xe về phải kiếm chỗ gửi một tháng một số tiền nữa. Không khó khăn, thành ra bây giờ tính là cho thuê á. Cho người ta cho thuê, mỗi tháng mình tiêu mình yêu một số tiền nào đó. Mình giao sẵn cái xe ra luôn. Có nghĩa là bây giờ chú đã đưa cái xe đó cho thuê luôn rồi? Thuê rồi. Chứ bây giờ đem đây cũng có chỗ để nữa, đi kiếm chỗ gửi là một phiền phức rồi. Cho nên thôi, cho người bạn thuê lại, tức là thuê để nó làm công trình á, cầm nhiều xe để đi làm công trình. Mấy bữa lúc mà mới nhận xe thấy chú có chạy, mọi người cũng có nói là sức khỏe chú không tốt hay chạy có nguy hiểm, thì chú có biết đó. Biết chứ, tại vì không có ai hết, mình lái thôi, tại vì cái xe là từ bên ngoài về về mà. Thật ra mình tự lái đó chứ còn nhờ được ai. Nhưng là bây giờ nhờ ai thì phải người ta phải đi qua, rồi phải đi ngồi xe của mình về, nó phiền phức quá. Tôi thấy mình cũng còn có thể làm được thì thôi, cố gắng lái về. Nó còn lái về, mà lái về cũng chết luôn, có đoạn đường ngắn ngắn gì mà. Người ta báo chí đồn nói là chú chạy về quê, trời ơi, ai chú chạy về quê được. Nó mấy trăm cây số, là gần 400 cây số mà quê gì sao chạy nổi. Bữa giờ chú có về quê Ninh Thuận? Tại vì kế hoạch thì sắp tới này sẽ về quê. Tại vì bà ngoại có cho miếng đất á, nhiều muốn làm cái nhà để ở, để cho an cư mới làm nghiệp được. Thành ra bây giờ kiếm cái nhà. Tức là khán giả người ta hỗ trợ mình một số tiền, bây giờ lấy tiền là bây giờ mình làm mình xây nhà. Đất thì có sẵn của bà ngoại cho. Nhưng mà chú về đó thì công việc của chú thì sao? Không, về thì chỉ có xây nhà thì chỉ có vợ lại con với lại mấy người gì cô đó tư phụ đi chứ. Chú ở đây chứ, tại nó nói công việc mình cũng còn ở đây mà. Phim ảnh là cũng vừa bị sao mà dịch mà có bớt chứ là phải đi qua làm rồi. Chúng mấy cái đề án phim cũng có rồi, nhưng mà đang bị dịch nên ngưng lại. Chú ở đây là chú vẫn hỗ trợ luôn? Hỗ trợ đây là chỉ cái là trọ không chứ đâu. Nhưng mà ý của con là chú có ở cái chỗ khác nó thoải mái hơn, nó tốt hơn. Thì ai muốn ở thoải mái tốt nhưng mà thôi mình nghĩ thôi, bây giờ hoàn cảnh nó vậy thôi, bây giờ mình ở đây thôi cũng tạm thôi, nhưng mà
có thể qua ngày được. Thế mình cũng cần cái chỗ để ngã lưng thôi, chứ còn không cần gì đó. Thì mình ở dưới đây mình thấy dọn một mệt, mình thấy ở nhà rộng như chết mệt lắm. Chú ở đây rồi, vợ con chú ở quê thì ai sẽ chăm sóc cho chú? Đâu thì mình tự lo được là cơm hộp gì đó để hái được qua ngày đi. Còn vợ con phải lo gì cũng lo ngoài kia. Chuẩn bị nhà cửa xây thì cũng phải có người coi chứ. Rồi cháu phải về đi học nữa. Nghỉ theo bố thì bố bệnh nó vô đây quá nghỉ nhiều ngày quá, bây giờ phải về đi học. Cứ nghĩ gì quá nhiều khi nó cho mình lên lớp. Giờ nó căng lắm chứ đâu phải như ngày xưa. Này cháu nè, đó, bây giờ đi học. Trời mình đi đâu mình đi thui chứ, mặt mình thui rồi. Hả? Đi chơi nắng đâu mình đi thui cho. Đi đi học lúc mấy rồi chứ? Lúc 1, 6 tháng đi. Sau cái công việc trở lại thì về chú có nhận được cái lời mời phim ảnh nào chưa? Thì đó là một cái phim ảnh là mình đúng là phải đi Huế. Một cái phim nói về phổ trang, tức là nói về thời bệnh mạng ngày xưa. Thì mời đúng là tế tướng là phải đóng lại thời ngày xưa, thời bệnh mạng. Thì nếu mà dịch mà nó bớt bớt xuống là phải em ấy đi rồi, nhưng mà tại dịch đó cứ giờ lại phải không, tại đoàn phim đi tới 45 người đâu có ít người được. Thì đó mỗi lần tập trung chuẩn bị đi thì bị dịch nó rồ lên cái là thôi phải giờ lại, giờ không biết bao nhiêu lần rồi. Thì kế hoạch chung buổi chiều cho mình đó giải quyết được, phải chờ thôi. Vừa rồi chú có nói thì trên mạng cũng có nhiều cái lời nói không hay và không đúng. Nói chung là nó có nhiều bài báo viết rất là kỳ, tức là truyền thông nó có nó không là một bơi móc những cái chuyện ngày xưa đó. Tuy nhiên ngày xưa người nào mới có những cái chuyện lầm lỡ hoặc cái gì đó, ví dụ vậy, bơi móc lại từ chuyện nào đó ngày xưa rồi nói xấu rồi đủ kiểu. Nhưng mà sao nó biết là đây là tư tưởng cá nhân thôi. Có một anh phóng viên nhỏ này đó, ngày xưa đụng chạm tình cảm này ra cũng giống như dầu đổ bình leo mà theo gọi này để mà bơi bóng mình nói xấu mình. Nhưng cái chuyện nó không thành vấn đề, tại vì mình nghệ sĩ thì mình chịu cái điều đó cũng nhiều lần rồi. Có những chuyện mà tự nhiên không có thì có, hoặc là chẳng hạn như có nhiều chuyện ít xích nhiều, chẳng hạn như chú trước giờ cô quen tất cả phụ nữ chỉ có 5 bà thôi. Mà trên báo làm sao mình đến 12 người phụ nữ mà cuối cuộc đời mình đến tôi tan nát luôn, còn gì nữa. Thành ra báo chí bây giờ nó thiệt xin lỗi chứ, đây mà nó quơ luôn cái nấm đâu. Có một số nhà báo kiểu gì mà cứ toàn đi làm những chuyện tào lao mà đặt đăng những tin giật gân cho nên gọi là có tiết rất là giật gân, phải không? Nói tầm bậy tầm bạ thôi, nhưng mà thôi. Bây giờ mình cứ kiện thưa gì nó mất thì giờ thứ hai nữa cũng chả được cái gì. Thôi. Mình coi như mình biết mình thôi. Còn bây giờ muốn nói gì nói thôi, chứ bây giờ thật sự cũng ngán ngẩm lắm mà, thiệt. Thế nào có lần mày nghe cháu nói là mày phỏng vấn, nghe quải rồi. Từ chối rồi, tức là rất nhiều, từ chối rất nhiều người rồi. Nhưng mà thôi, mình nghĩ là cũng phải nói, nhưng mà thật sự cũng chẳng nói gì đâu. Mình cũng tính tránh gì đó, tại vì ai cũng nói. Nhưng mà cái chuyện gì mình làm có làm mình biết, từ mình tâm mình biết. Chứ còn bây giờ nghe nói gì thì xin lỗi. Đặt điều nói điều nhiều chuyện là lao lắm cơ. Từ không nó thì có. Nhưng khi mà chú tiếp nhận những cái thông tin không đúng là mình chú có buồn không? Không, tại vì thật sự là mình nói đúng là nhiều khi mình cũng suy nghĩ đúng là cái nghề họ mới vậy. Nhiều phóng viên thì có tài viết, có nó có tiền dựng bút. Thì bây giờ không có chuyện gì viết, phải kiếm chuyện để viết thì mới có tiền dựng bút chứ. Thì cuộc sống mà cũng như chú này bây giờ phải kiếm tìm mà cái chuyện gì đó để làm có tiền để sống chứ. Thì người ta cũng vậy thôi, phóng viên thì bây giờ cũng có bài viết để có tiền dựng bút để cùng mình đi sinh hoạt, để giải quyết vấn đề sinh hoạt đời sống hàng ngày. Thì mình thông cảm thôi, nhưng mà buồn cái là nhiều khi quá đà, nói những chuyện quá đà đi thì có thể tạo cho mình khi đọc được thì mình cảm thấy nó cũng buồn. Tại vì nhiều khi mình thấy những người viết như thế thì không hiểu gì mình á, hay là không có hiểu đúng sự thật. Nhiều khi ta biết cách không có trách nhiệm á, có trách nhiệm thì cũng buồn. Thì hiện tại thì cũng không chỉ là báo chính thống mà rất có người trang tin
Nhìn có nó những mất cái rồi thông nha. tin đó thì người ta không có kiểm soát, không quản lý được. Rồi Mình nếu mà báo chính thống mà biết như vậy thì chắc chắn là không.